Tổng thống Brazil Bolsonaro nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình: "Tôi xin lỗi, nhưng một số người sẽ chết. Họ sẽ chết thôi, cuộc sống là vậy. Bạn không thể đóng cửa một nhà máy xe hơi vì có tai nạn giao thông." Tổng thống Brazil muốn tiếp tục hoạt động kinh tế và phản đối các biện pháp ngăn dịch lây lan của các thống đốc. Ông Bolsonaro cũng cho rằng người chết vì virus là đương nhiên. Khác với ở Việt Nam, sẵn sàng đánh đổi kinh tế lấy sự an toàn và tính mạng của người dân, các nơi châu Âu và châu Mỹ vẫn quan tâm đến kinh tế hơn. Việt Nam, đất nước 96 triệu dân, tính tới nay đã ghi nhận 271 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó không có ca tử vong nào. Hôm 4 tháng 5, các quan chức y tế cho quốc gia này đã trải qua 18 ngày không có trường hợp nhiễm mới nào. Không tin đất nước hàng xóm với tâm dịch mà chỉ có 271 ca nhiễm, không ca tử vong và 18 ngày liên tiếp không có ca nhiễm nào mới trong cộng đồng. Hãng tin Reuters đã liên lạc với quản lý của 13 nhà tang lễ tại Hà Nội. Tất cả đều xác nhận không có sự gia tăng về số ca tử vong. Thậm chí, một người cho biết số đơn đặt hàng cho dịch vụ tang lễ giảm xuống vì trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội có ít tai nạn giao thông hơn. Bất lực trong việc điều tra tại nhà tang lễ, Reuters tìm đến đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và kết quả họ nhận được vẫn như trên. Tiếp theo, Tổng thống Tanzania hôm ngày 3 tháng 5 vừa tuyên bố các kit xét nghiệm virus corona được sử dụng tại nước này có lỗi khi có kết quả dương tính trên dê và đu đủ, theo Reuters. Được biết, các bộ kit xét nghiệm COVID-19 đã được nhập khẩu từ nước ngoài nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết. Vị Tổng thống nói rằng trước đó đã chỉ thị lực lượng an ninh Tanzania kiểm tra chất lượng các bộ kit. Giới chức trách đã lấy một số mẫu ngẫu nhiên, không phải là con người, bao gồm các mẫu lấy từ đu đủ, dê và cừu, nhưng được dán nhãn với tên và tuổi người. Kết quả thực sự kỳ lạ, các mẫu từ đu đủ và dê đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Kết quả đáng sửng sốt này làm dấy lên nghi ngại về khả năng nhiều người được xét nghiệm bằng loại kit này có thể đã được kết luận nhiễm COVID-19 trong khi không hề mang virus. Và cũng thật trùng hợp, các nước châu Âu nổi đoá trước những bộ xét nghiệm lỗi đến từ Trung Quốc. Khi đại dịch COVID-19 càn quét lục địa, các nhà lãnh đạo châu Âu đã mua các bộ kit xét nghiệm nhanh của Trung Quốc để sử dụng tại các điểm nóng của dịch bệnh. Trớ trêu là, dù mất nhiều tiền, những bộ xét nghiệm nhanh do Trung Quốc sản xuất lại không chính xác và có chất lượng kém. Gần 1,2 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh của Trung Quốc mà chính phủ Slovakia đã mua từ những người trung gian địa phương với giá 15 triệu euro, 16 triệu đô la có kết quả xét nghiệm không chính xác và không thể phát hiện được COVID-19 trong giai đoạn đầu. Quay trở lại với câu hỏi, tại sao Brazil và các nước châu Âu, Mỹ lại có phần chủ quan với COVID? Brazil ghi nhận 101.826 ca mắc và 7.051 ca tử vong do COVID-19. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc ở Brazil là gần 7%. Các chuyên gia cho rằng số ca mắc và tử vong trên thực tế còn cao hơn nhiều bởi Brazil chưa tiến hành xét nghiệm trên diện rộng. Lập trường của Tổng thống Bolsonaro có nhiều nét giống với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người vẫn nhấn mạnh sự cần thiết để người dân trở lại làm việc trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp đã ngang với mức của thời kỳ đại suy thoái. Tổng thống Trump ban đầu cũng từng so sánh COVID-19 như cúm mùa, nhưng sau đã có sự thay đổi quan điểm khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại Mỹ. Theo khảo sát giới trẻ tại một số quốc gia châu Âu, họ cho rằng COVID-19 không phải là bệnh chết người. Họ vẫn còn trẻ và họ sẽ không gặp nguy hiểm. Bệnh này chỉ nguy hiểm đối với người già và người mắc các bệnh nền mãn tính từ trước. Truyền thông và người dân tại các nước châu Âu quan niệm rằng chỉ có người bị bệnh mới đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm cho người khác. Với quan điểm này, dù tình hình đại dịch có diễn biến xấu đi, người dân vẫn không chịu đeo khẩu trang khi đi ra đường và tụ tập chỗ đông người. Một số người gốc Á sinh sống và làm việc tại châu Âu có phần chú ý hơn. Họ đeo khẩu trang khi đi lại tại các điểm công cộng, nhưng kết quả nhận được lại là ánh mắt kỳ thị, sự xúc phạm, phỉ báng gốc Á, thậm chí là bị hành hung. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé!